Vâng, hello, gửi lời chào đến bà con nha. Em Thành Bánh Trang là nói đầu tiên, em chúc anh em mình nhiều sức khỏe và an lành nha. Thì trước mặt anh em mình là xe tải Thaco Tour, xe rin nguyên con đời 27, nước sơn rin, gầm rin chưa làm đồng, luôn cái gì luôn anh chị nha. Nguyên dàn ghế nỉ rin, đăng kiểm nhà thòn tới năm sau. Dàn ghế anh em nhìn là chất xe rất là đẹp nha anh chị nha. Đúng xe rin anh chị nha. Đó, máy gầm ngon. Thaco Tour 950A. Lóc rồi đây, giật lóc ra cho anh em mình xem nè. Tay lái rất là nhẹ anh chị ha, kêu chỉ riêng nguyên con nè, có máy lạnh lạnh teo bugi luôn. Để cho anh chị mình 135 triệu. Xe còn khá là chất lượng anh chị nha. Gầm bể đó đẹp xe hay chưa, rửa hay dơ. Anh em nhìn gầm bể riêng hết nè anh chị. 4 mâm 4 giỏ mới tinh luôn nè. Rất là rộng rãi, thùng kèo 10 bạc anh chị ha. Anh chị mua về chở đồ là số dách luôn đó. Rất là đẹp anh chị nha. Chỉ có 135 triệu à, đời mới 27 nữa. Xe chạy ít cây số nữa anh chị nha. Đó, riêng cả xe không lỗi nhỏ nha. Nước sơn riêng 100% này là bụi nè, hơi dơ nè. Bụi đó, tem bọng cụm đèn riêng là 4 mâm 4 giỏ mới tinh luôn nè anh chị. Vàng gầm rất là đẹp anh chị ha. Xe đang nổ máy vàng thùng nè anh chị, nhìn là thùng mới tinh luôn nè anh chị đó, thùng mới tinh luôn. Hộp số nè, máy đang nổ em vô luôn nè anh chị ha. Ghim hết luôn anh chị nha. Chất xe đẹp miên man luôn. Giá hành rẻ chỉ có 135 triệu, anh em nào kẹt tiền mua đưa em 101 cho lấy xe về cho nợ 25 triệu luôn. Đó. Trời lực rất là nhẹ nè anh chị ha, nhẹ heo à. Âm thanh nghe nhạc với lạnh đầy đủ, có nguyên dàn DVD nghe nhạc nè. Dàn AC máy lạnh nè. Trần green theo xe luôn nè anh chị. Đó, xe còn green nguyên bản, củ số thể hiện rõ băng luôn. Kèn bọng lớn chảng. Máy nổ xe máy anh chị nha. Dạ dày. Đó, anh em nhìn cái dòng máy nó nổ nè. Nổ em du luôn anh chị nha. Máy nổ cực kỳ êm nè, anh em nghe tiếng máy không? Không có đổ một miếng hơi miếng khói gì luôn nha anh chị nha. Bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu anh chị nha. Tem bọng nhãn mát nó tới giờ luôn nè. Đó, chất xe đẹp miên man, xe này là khỏi chê. Bên mình thì xe tải nhỏ mình còn 3 xe anh em qua lựa, tầm tiền 90, 135, 130. Anh chị qua lựa thoải mái, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh chị nha. Bên mình còn một xe màu xanh, một xe màu trắng để ngoài đây nè anh em không? Màu trắng để cho anh em mình 130, màu xanh để anh em mình 135 nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Anh em qua lựa lái thử chạy thử thoải mái vô tư. Đó, nơi giao lưu và trao đổi và mua bán với bà con ha. Bà con có qua xem là có bớt ha. Dạ. Đó, số điện thoại 0866 nè, 6789 nè, 71 hoặc 0834 33 33 71. Đó, con này cũng thùng kèo mua bạc màu trắng luôn, màu trắng tinh khôi. Xe này thì đời 2015 để anh em mình 130, hai xe đều trang rin cả xe. Xe màu xanh thì đời cao hơn 2 năm để anh em mình 135. Đó, anh em nào xem được thì qua ủng hộ cho em Thịnh nha. Bên em Thịnh ế quá anh em ơi. Đó, xe tải ế quá bữa giờ. Chất xe này rất là đẹp, biển số Bến Tre, xe ngay chủ nha. Anh em nào thấy được thì alo cho em Thịnh nha. Địa chỉ anh em gõ Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí là tới thôi. Rất là nhiều xe chờ anh em mình. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp anh em clip sau. Chúc anh em mình buổi sáng vui vẻ nha.